Hello, chào mừng quý bạn và quý vị đã quay trở lại chưa là Quý Hiển HD. Hôm nay Hà Nội mưa to quá các bạn, sáng chiều hôm qua mưa. Nào mấy hôm nay mưa thế. Mà nếu mà tính hình như là bão vào thì miền Trung vấn đề rồi các bạn nhỉ, lại một mùa bão lũ nữa, nặng nề quá. Trời ơi, mình không biết nói sao. Nói chung là mình chỉ chúc cho các bà con gọi là yên ổn được cuộc sống thôi. Mình thì mình cũng nghe nhiều rồi cái việc là họ bám biển hay họ cũng kiếm được tiền, hay là họ làm ăn ở gần nhà thì họ cũng kiếm được tiền. Nhưng mà kiểu một năm bão nó cứ về xong rồi lại dừng lại, xong rồi nghỉ một chút xong rồi sao đấy anh trai, anh đụng ai đấy, húc em à, quật đen. Ủa di chuyển nhanh chứ, mạng hơi lạc lạc anh em thông cảm nha. Bị chắn bởi cái gì nhỉ, chắc không nhìn thấy đâu các bạn. Tiếc thế. Mình thì mình chưa luyện thành thần cái nhân vật này được, tay nó ngắn quá các bạn ạ. Hôm nay thì cũng trải nghiệm cái skin thập tam nương, đẹp lắm nha. Ôi trời ơi, qua ra cái lỗ đấy. Ôi, mình chậm rồi, tốc biến vào xem nào. Hãy xem đây, sạc sạc. Ok, bắt luôn mình ạ. Vào với. Đi đâu mà vội mà vàng. Ông này ông vòng lại cho mình ra luôn. Ông tưởng mình tốc biến được vào trong. Trời ạ. Game. Ây à. Hư này. Tất nhiên rồi, game luôn tạo ra những cái tình huống gọi là bất cờ mà nó ngờ, gọi là không thể đỡ được luôn. Và ta không thể tính toán được là mọi chuyện nó sẽ dở hơi như vậy. Ở đây giống như kiểu là mình tính tốc biến vào thì mình tốc biến xịt, xong rồi mình đi ra thì bạn kia cũng tính mình tốc biến vào chúng. Rồi bạn lại phòng ra, ác thực sự luôn. Đập cái đã. Sao? Chẳng đâu. Thuyền khó nữa kìa kìa. À. Sao? Ghê thế nhỉ? Khá hết ở ghế mình. Và tốn thời gian bên đấy thì mình sang bên này. Có gì đâu. Đây này nhiều skin mới quá nhưng mà mình lười trải nghiệm, cũng chả có lấy gì. Tại vì các bạn cũng biết rồi đấy, ở kênh Hoan bây giờ làm rất là nhanh, còn mình thì làm rất là chậm, mọi thứ nó cứ chậm. À, mình chỉ gọi là thi thoảng mình trải nghiệm nhân vật nọ nhân vật kia thôi, chứ skin mình cũng chán, không muốn trải nghiệm cho các bạn xem nữa. Các bạn cứ thích mình chơi nhân vật nào thì mình chơi nhân vật đấy thôi, cũng không phải là. Hay quá nhỉ, kết hợp hoàn hảo thế nhỉ. Bà này vẫn còn lượn ở đây, tôi chịu bà luôn. Chạy đâu, giờ thì hết đường chưa. Chạy đâu, nhanh nhứ. Làm sao thích đỡ hộ đúng không? Thích đỡ hộ. Rồi. Ao, càng tốt. Nè, có hút nữa không? Hút đi bạn ơi. Quỳnh chưa. Đội quân ra hỗ trợ kìa. Chết à? Như vậy là
các bạn liều lắm đấy. Nào 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 nào, cái này nó chỉ có mấy giây thôi nhá. Bong bóng này nó chỉ có mấy giây thôi nhá, không nên tự sát thế nhá. Chơi thế là chơi láo rồi. Ôi nhìn cái skin này mông má nhá. Chắc thực sự luôn đấy. Không biết là nên đổi sang kỹ năng phụ gì đây. Mình nghĩ là nên cắm mắt đi, cho nó không có khoảng tầm nhìn. À, giờ thì ai vào cứu đấy. Nhau đâu kiếm cơm bạn ơi. Cá chắc là nếu mà mình là ông tiền đạo ấy, thì mình đang gọi là đi tìm mấy cái hòm, tìm mấy cái hòm, mấy cái thùng. Bây giờ thì ông ấy đến rồi. Tầm đấy, mình nghĩ là tầm đấy. Có thể nhanh hơn, có thể chậm hơn, nhưng mà thường thì... Bạn ơi, vẫn còn cơ. Ừ rồi, nhìn này, tiền đạo này. Đấy, tiền đạo tìm ngay được cái kim tiêm. Rất hợp lý luôn. Làm sao mà sao thích đỡ đòn hộ à? Rồi sao nữa? Đây rồi. Cái này mới hay này. Tin mình đập được vỡ cái này không? Đấy. Không biết là mình đập vỡ hay là mình... Bây giờ mình dịch chuyển vào cái là ăn luôn này. Trèo tường chậm rồi này. Dịch chuyển từ trước thì ăn luôn rồi. Mình chơi nhè quá à. Này mà bên đội bạn thắng được nữa thì tuyệt đỉnh kung phu. Chưa gì đã phải... Chưa gì đã... Chuyển ngay sang... sang... lắc quả chuông rồi. Lắc cái đầu để cho sạch gầu rồi. Không 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 không. Tự nhiên bị mất một con bướm của mình. Lúc mình ném nó ra cửa sổ rồi mà tự nhiên nó biến mất à. Xa quá nhỉ. Thấy nha, thấy nha, thấy nha, nghe thấy nha. Ở ngay gần đây thôi. Ở đây có vài cái hòm thôi. Không quá nhiều hòm đấy đâu. Thuyền phó thì mình lên lần đầu tiền đạo rồi lấy gì chơi. Đấy, biết ngay tiền đạo lấy hòm đây. Cắm mắt đây, không biết là anh ấy lấy được cái gì cơ. Nhưng mà chắc ăn thôi, không biết anh ấy lấy được cái gì. Bây giờ anh ấy đi ra đằng này này. Đấy là tiếng phán đoán của mình, bởi vì mình hay chơi kiểu thế. Nhưng mà không, anh ấy vẫn lảng vảng ở khu vực này này. Đấy, đã thì dấu răng anh ấy rồi nhá. Ai chết thế? Ông ấy tìm được của ma thuật sư. Cánh nhảy âm. Đừng rời đi đâu nha, mình sẽ chơi tiếp ngay một trận nữa cho các bạn xem. Đừng rời mắt đi đâu. Chơi này vui phết anh em, không nhận không? Trời nó đang tối đen kịt mà. Nó cứ hừng hừng tí cái là tối đen kịt mà. Mây rông kéo đến. Nay mình mới rửa cái xe máy ra. Sau 8 tháng mình chưa rửa xe. Tin rồi, 8 tháng mình chưa rửa cái xe máy. Từ cái đợt mà mình mang xe lên nơi ở mới này, mình mang lên Gia Lâm này, thực sự mình rất là ít khi đi xe máy. Xe máy chủ yếu là đi chợ thôi. Bảo dưỡng vậy nhưng mà mình cũng không dùng mấy đâu. Bảo dưỡng xong rồi mang lên mà xong rồi mình cũng không dùng nữa luôn. Ồ. Kể mà đuổi tìm cô gái mù trước thì nó hay hơn, nhưng tìm bác sĩ thì nghe cảm lắm, bác sĩ cảm lắm. Nát quái thật các bạn ạ. Cơ hội 10 phút của tôi.
hội của tôi này mà. Đấy, 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 đấy. Nó khựng lại luôn ấy. Cay thật. Buồn thật sự. Chạy đâu. Chạy đâu. Này đây nhỉ, kiểu chơi này, kiểu chơi giống mình phết đấy. Hết rồi. Cũng chỉ đến mức đấy thôi. Kiểu chơi này giống mình phết đấy. Thế là tâm lý hơi nặng, bị gai xa đuổi thì tâm lý nó hơi nặng. Khó. Rồi, một máy, hai máy. Có người luôn này. Làm sao bạn ơi? Nào, bạn thích bên nào? Đây đây, cuối cùng vẫn đã chọn bên này. Ơi, mình đát sớm quá. Vì cái tấm ván nó chắn lại các bạn ạ. Hay, hay quá. Giờ thì chỉ một hit. Đi ngay. Lấy gì chơi đây bạn ơi? Co tay chấm gòm luôn. Những pha xử lý mà mình không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại như thế luôn ấy. Sẽ đi tìm cô gái mù thì hay hơn là việc truy đuổi là người bán đồ chơi. Ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Xuống đâu? Đây. Ăn thử cái đòn đi đã nhá. Nên truy đuổi luôn gã thượng vườn này. Cô thượng vườn này. Anh già, anh già. Tinh tế thế nhở? Anh em. Ô, trời ơi. Mình nhiều lúc mình không hiểu sao luôn đấy. Mạng là một phần nhưng mà cái tay mình nó bị méo hay sao ấy. Đây này. Ăn bên này, bên này, bên này. Đã sang vô tư nha. Đát sang vô tư nha. Bây giờ gai san đát rất phê luôn đấy. Bị bắt rồi đấy. Ui ôi, giờ cũng chậm thế. Vừa khít luôn. Hợp lý quá, thợ vườn lên ghế hơi lâu rồi đấy. Có lẽ là cái cô bán đồ chơi cô ấy sẽ sang cứu thợ vườn. Nó sẽ làm mất khá nhiều thời gian với cô gái mù này. Ôi thôi. Chuyện hơi fail. Nhanh hơn tí nữa thì ngon. Nhanh hơn tí nữa thì mọi chuyện nó đã khác. À, bố bảo vệ à. Thì lại ra săn bạn này. Có gì đâu. Không có, không có. Bạn ấy lại sang cứu cô gái mù rồi. Vẫn đang ở trong cái khoảng này. Mình đoán là đi chạy đến đây rồi. Có cứu không? Không cứu luôn này. Ôi. Cái này thì lấy gì thắng này các bạn ơi. Không cứu luôn này. Mình thấy ở trong cái map này, nếu mà bạn nào chơi ấy, thì gai xa này khéo còn ngon hơn là Gu Trang. Thật luôn, bởi vì nó đát xuyên ấy cực dễ luôn ấy. Đây rồi, hai bạn. Nào, không đi luôn là tôi đập vào đầu đấy nha. Lì gớm ấy chứ. Phải vớ vẩn đâu.
bị đáp lỗi hơi nhiều. Tại vì cũng là chơi chơi sao nào. Giờ các bạn định làm gì? Căng thế nhỉ? Thắng chắc rồi. Lấy gì mà chơi bạn ơi? Nốt cái ván này lấy gì mà chơi? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Kia rồi. Thợ vườn kia rồi. Xử nốt cô thợ vườn này là hết rồi. Bảo vệ của chúng tôi này. Gọi ông leo ra đây. Nốt chưa? Xử luôn cho bố con luôn như đùa. Ôi, có gì nữa chị ơi? Có gì nữa? Ok, vậy là mình cũng làm xong hai ván gai xa thập tam đương rồi. Có lẽ mình cũng kết thúc video ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Nếu thấy hay nhớ để lại một like, chia sẻ video ủng hộ mình. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn nút chuông thông báo cập nhật video mới nhất. Tạm biệt các bạn, bye bye.